mà mình tìm giới thiệu các bạn là bộ khá cho người mới tập. Các bạn mới tập thì có thể là tập 12 cái 6 giờ chúng ta mình đây, giờ cái 6 dọc trung đô và cái 6 ngang trung đô. Mình sẽ giới thiệu qua dòng cái 6 dọc trước. Cái 6 dọc này thì nó cũng rất là dễ thổi vì là mình ngậm là thổi lên tiếng được luôn rồi. Và các nốt ở trên nó thì cũng giống như ở trên sáu ngang, thành ra mình có thể tập thổi trên sáu dọc và mình dần mình sẽ áp vào sáu ngang. Đấy. Mình sẽ thổi cho các bạn biết về âm của nó. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngày tốt lành.